chính xác cái ổ này là dung lượng bao nhiêu ghi cả, và chính xác là cái ổ này là ổ phất hay ổ gì. Thì thôi bây giờ mình sẽ tắt nó đi và mở ra cho các bạn xem bên trong nó là cái gì các bạn nhé. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ, và nhân vật chính của chúng ta hôm nay là một linh kiện cực kỳ hấp dẫn anh em ạ. Các bạn nhìn cái tên này, Samsung thẻ nhớ SSD 870 Quivo 2,5 inch, loại 1T này 500 này, 1T 2T 500GB này, của mình là loại 2T các bạn nhé, 2T số lượng một cái này, nhưng mà giá các bạn nhìn này chỉ có 454.500 đồng. Cái này là bao gồm cả tiền ship rồi các bạn nhé, cái này mình mua trên Shopee này. Đấy, SSD 2T, 2T đây này các bạn, chỉ có 450 thôi, không biết nó như thế nào. Chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong con SSD của chúng ta như nào các bạn nhá. Đây các bạn nhá. Úi giời. 870 Quivo SATA này, Samsung này. 2T các bạn nghe nhìn chưa? Cái này là không biết nó phải 2T thật không hay là cái tên của cái SSD này là 870 2T. Ủa. Tem dán kín chưa các bạn này? Đấy, chưa. Dán siêu như đúng rồi luôn. Mặt bên này thì không có siêu nhưng mặt này lại có siêu. Bên này thì không có siêu, bên này có siêu để làm gì các bạn? À, thôi chúng ta cứ mở ra nhá. Đấy, cái hộp này khá là đơn giản thôi. Bên trong của nó đây, ui à, một em SSD thật đấy các bạn này. Vỏ nhôm đàng hoàng các bạn nhá, Samsung này, Solid State Driver này, ui à, ui à, 2T các bạn, 2T tabai. Úi giời ơi, SSD 2 SATA 2,5GB nè, 2T ốc yếc như người lớn. Cái này không phải ốc các bạn ạ. Cái này không phải ốc các bạn nha, chỉ là những cái chỗ để bắt ốc chứ không phải siêu để giữ cái này đâu. Đấy, thông tin có vẻ rất là đầy đủ ấy các bạn này. Quan trọng nhất là vỏ nhôm, mỗi tội là cầm trên tay nó hơi bị nhẹ các bạn ạ, hơi bị nhẹ, không biết là bên trong nó như nào. Nhưng mà thông số thì có vẻ khá là đầy đủ luôn các bạn nha. Đấy, ở đây nó không ghi là à đây úi giờ MDL SDS S SDS 5200T3, không biết có phải là 2000T3 hay không, nhưng mà chúng ta có chữ 2T này. 2T này là 2T dung lượng hay là 2T tên của nó thì mình không rõ đâu các bạn nhé. Đấy, nhưng mà cầm trên tay thì rất là chắc chắn các bạn nhé, so với những con SD khác thì nó không khác gì cả. Mình cũng có một con Samsung này, nhưng mà con của mình là 860 nhá. Chúng ta sẽ lấy ra cho xem nó khác gì nhau. Đấy, về mặt hình dáng bên ngoài thì chữ con này led hơn, sắc led hơn này, chữ con này mờ hơn. Nó cũng có một cái chấm đen đen ở dưới này, những cái chấm đen đen này là in các bạn nhá, in mờ nhưng không phải là một miếng như này, một miếng như kiểu đổ mực vào đây này. Cái chữ Samsung này nó cũng mờ các bạn nhá. Mặt sau này, mặt sau con Samsung chính hãng của nó thì có rất là nhiều thông tin, nhưng ông này thì lại ít hơn rất nhiều các bạn nhá. Con này là mình mua chính hãng 500GB này, thông tin chi chít luôn, nhưng ông này chỉ có một tí thôi. Đấy, và không có chữ 870 nhá, con này là 870 này. Đây con này có 860 nhưng con này không có 870 các bạn nhá. 500GB đây là 2T này. Nói chung là các cái chuẩn kết nối thì nó giống hệt nhau thôi. Đấy, hình thức thì khác nhau khá là nhiều. Con này cầm nó nặng, nó đầm hơn, còn cái này thì nhẹ nhàng hơn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cắm vào thử xem nó như nào đã rồi các bạn nhá, xem nó có đúng là 2T thật hay không các bạn nhá. Ok, ở đây các bạn nhá, mình đã cắm con SSD 2T xăm sèng của chúng ta ra đây này, 2T này. Bây giờ chúng ta sẽ bật thử lên để xem trong BIOS nó có nhận được con này là đúng là 2T không các bạn nhá. Chúng ta sẽ bật thử lại, 2, 3, chạy rồi đấy, chờ xem nó có nó lên nhận như nào các bạn nha. Nên này, chúng ta sẽ xem BIOS nó nhận gì. Ui giời, các bạn nhìn này, SSD 2 TB nhá, 2048GB, thấy chưa, SATA, trời ơi, báo đúng 2T luôn đấy. Nhưng mà bây giờ quan trọng là bây giờ chúng ta sẽ phải cài Win vào này, xong cóp thử này, xem tốc độ nó như nào và nó có, liệu nó có nhận đúng 2T không hay là cái số này chỉ là báo ảo nha. Các bạn chờ một tí, bây giờ mình sẽ cài Win cho nó, các bạn chờ tí nha.
Ok đây các bạn nhé, mình đã cài được Win xong rồi. Đấy, nhận hai ổ này các bạn này. Mỗi ổ 900GB các bạn nhé. À, báo ở đây là 900GB này. Và mình đã cài một mớ các phần mềm để kiểm tra thông số các kiểu ấy. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta sẽ test những cái bài cơ bản nhất. Là bây giờ mình sẽ bà tắt máy để xem là nó sẽ mất bao lâu để hoàn thành nhá. 1, 2, 3. Tắt máy này. 5 giây các bạn nhá. Mất 5 giây là nó tắt máy. Bây giờ chúng ta sẽ test bài bật máy từ lúc nó khởi động đầu tiên đến lúc nó lên Win là mất bao lâu nhá. Bắt đầu là 24 giây, 23 giây. Nói chung là tốc độ cũng khá là ngon. Bây giờ mình sẽ đến với bài xem thông số các bạn nha. Đây, cái phần mềm mà chúng ta hay dùng nhất là cái Crypto Deep Info này. Đây các bạn nha. Ổ cứng của chúng ta đang báo sức khỏe là hút 100% này, 40 độ C này. Và ở đây nó báo là SSD 2TB này, 2000GB các bạn nha. Đấy. Thời gian bật mới chỉ có 3 lần thôi, thời gian chạy thì chưa được giờ nào. Đọc là 10GB và ghi là 16GB. Đấy. Các thông số nhìn khá là đẹp luôn các bạn ạ. Nhìn như này thì cảm giác như chúng ta có con 2T thật ấy. Nhưng mà tùy từ từ thôi các bạn nha. Chúng ta sẽ đến với từng bài kiểm tra một. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test tốc độ xem như thế nào nhá. Ok các bạn nha, chúng ta đã có bài kết quả test của cái phần mềm Crypto DeepMax này, mà thông số thì khá là ngạc nhiên các bạn ạ. Với cái thông số này thì nó là thông số cơ bản của một con SSD hàng rẻ tiền này. Đọc thì là 360 thế nhưng mà ghi thì các bạn nhìn thấy chưa? Ghi gần 500. Đấy, bình thường thì đọc thường nó sẽ nhiều hơn ghi, thế nhưng mà riêng con này thì lại đọc ít, ghi thì lại nhờ tốc độ lại cao hơn, thế là mới tài chứ các bạn ạ. Với cái thông số này thì cũng không có nó gì là quá là đặc biệt cả các bạn, nó chỉ xem như một con ổ cứng bình thường, SSD bình thường thôi. Đấy là một các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các bài cơ bản test, sau đó chúng ta sẽ đến cái phần mềm mà để chúng ta có thể check được cái thông tin con này, xem nó cái ổ này là cái loại ổ gì các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đến với các bài copy và paste dữ liệu trước. Đấy, để các bạn chờ một lát. Ok các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test đầu tiên là mình sẽ copy dữ liệu từ cái ổ cứng này sang đây để xem mà tốc độ nó sẽ như thế nào nhé. Và mình sẽ copy file lớn luôn. Đấy, mình sẽ copy cái file Tom Raider này, vì cái file này nó rất là nhiều file nhỏ. Đấy, copy và paste sang cái ổ D. Cái ổ D chính là cái ổ 2T là chia ra các bạn nha. Chúng ta sẽ bắt đầu là 2, 3. Ok rồi đây các bạn này, copy gần xong rồi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ này, nó sẽ có tốc độ ổn định được khoảng 30% cái file vừa nãy. Còn về sau đó thì nó cứ lên lên xuống xuống và nó giảm dần đến thấp, rất thấp ở chỗ này. Thì cái này có thể do là cái ổ cứng của mình có vấn đề. Đấy, có thể lý giải là như thế, hoặc là do cái này kém. Nhưng mà vừa nãy chúng ta test cái tốc độ của cái phần mềm Crypto DeepMax ấy, thì tốc độ ghi của con này rất là cao các bạn nhé. Nhưng mà ra đây thì lại không phải như vậy. Đang quay thì có điện thoại các bạn, chúng ta sẽ mất 7 phút cho cái file vừa nãy là cái file Tom Raider này, 30GB. Cái 30GB này các bạn này. Đấy. Lần trước chúng ta cóp vào cái King Spec ấy, thì nó chỉ mất hơn 3 phút một tí thôi. Đấy. Nhưng mà có thể là như mình nói là nó có thể là do cái ổ cứng này của mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ test một bài khác cho nó chuẩn hơn, là mình sẽ cóp trong nội bộ ổ nha các bạn nhé. À, mình sẽ mở thêm một cái file nữa. Đấy, chúng ta sẽ cóp giữa hai cái ổ lại với nhau. Đây là một cái ổ D là cũng của nó này. Bây giờ mình sẽ cóp sang ổ C để xem là tình hình mình thấy không khả thi rồi anh em ạ. Cóp từ ổ C sang ổ D, từ ổ D sang ổ C cùng cái D này. Đấy, thế nhưng mà tốc độ các bạn nhìn này, chúng ta đã mất đến 7 phút rồi, còn lâu hơn vừa nãy cóp từ cái ổ cứng này sang đây. Và tốc độ các bạn nhìn này, nó chỉ được một tí lúc đầu rất là cao, sau đó nó tụt thẳng xuống còn ba mấy, còn thấp hơn cả lúc vừa nãy cóp ổ cứng thường. Bây giờ mình sẽ, thôi mình bỏ qua bài này thì không chơi với bài này nữa. Bây giờ mình sẽ cóp thêm một cái nữa vào cái ổ D này. Vì thường là nếu như con ổ này là ổ pha ke nhé, thì nó sẽ cho có khoảng độ mấy trăm ghi đầu là ổ xịn thôi, còn sau đó là sẽ là ổ fake. Thì con này là 2T với giá là 400, 450 thì chúng ta sẽ có hy vọng là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 240GB là ổ xịn.
240GB và ổ xịn thì nó sẽ thường là nó sẽ rơi vào phần đầu ổ, tức là nó sẽ nằm vào phần ổ C này. Ở đây có 900GB thì chúng ta sẽ có khoảng 240GB là ổ xịn thôi, còn sau đấy là toàn ổ pha ke hết. Thì bây giờ mình sẽ copy thêm một cái file VL vào cái ổ D này, vì cái ổ D là ổ chia lớn rồi. Nếu như copy sai mà cái file đấy chạy được thì khả năng cao là có tí cơ hội các bạn nha. Đây mình sẽ copy cái file VL này của mình. Đó, mình sẽ paste nó sang đây nhá. Đấy, cái file ảnh của mình này, chúng ta sẽ mở thử ra. Hiển thị bình thường các bạn ạ, không thấy vấn đề gì. Có vẻ như file file ảnh ok. Chúng ta sẽ copy file VL xem sao nhá. Chạy ngon lành luôn các bạn này. Đấy, chạy ngon lành luôn, chưa thấy lỗi gì. Úi giời ơi, đét căng luôn. Bây giờ mình sẽ tống một file nữa vào cái ổ này nhá, xem là nó có chịu được nhiệt không. Tết tiếp vào đây để tăng cái dung lượng của cái ổ D lên các bạn nhá. Cái ổ D của chúng ta đã sử dụng được cũng khá là nhiều đấy. Xem là tổng là bao nhiêu ghi rồi. Tổng là sử dụng đến 35GB rồi. Chúng ta sẽ mở cái file này xem nó có chạy được không nhá. Chạy ngon luôn các bạn này. Rồi, vẫn chạy được. Lẻ thật đấy các bạn ạ. Thật ra thì mình vẫn chưa tin được là con này nó là hàng thật đâu các bạn ạ. Mặc dù là mình đã chia đôi ổ. Mình đã chia đôi ổ rồi các bạn nhá. Chia đôi ổ để tách ra rồi. Phân vùng mỗi một cái là một T luôn rồi. Cách xa khá xa nhau rồi, để tránh cái trường hợp là chúng ta sẽ có mấy chục ghi, mấy trăm ghi đầu là hàng xịn rồi, nhưng vẫn chạy được các bạn ạ. Có file sang vẫn chạy được, thế mới tài. Thôi bây giờ mình sẽ thử một phát nữa là mình sẽ có hẳn một cái file game. Mình sẽ copy cái Battlefield 1 này vào cái ổ D này để xem là nó có chơi được game không các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Ok các bạn này, mình đang copy cái file Battlefield 1 để test thử xem nó có chạy được không ấy, thì nó cũng xảy ra cái hiện tượng tương tự như vừa nãy nhé các bạn nhé. Tức là nó chỉ được khoảng 30% đầu, tốc độ rất cao, sau đó thì nó tụt xuống còn có mấy chục mê thôi. Nói chung là phần tốc độ thì nó khá ổn định ở cái mức cùi cùi kiểu như này các bạn nhé, không cao lắm đâu. Mất tầm khoảng 6-7 phút do cái file này rồi. Giờ chủ yếu là chúng ta sẽ xem là nó có chạy được game hay không mới là quan trọng các bạn nhé. Chúng ta sẽ khởi động thử này, bởi vì cái này nó báo thiếu file rồi các bạn nhé. Thiếu file thôi thì có nghĩa là cái này vẫn chạy được. Đấy, thiếu file thì có nghĩa là vẫn chạy được các bạn ạ. Thì mình gửi... Tại sao mình lại cứ cố gắng test cái kiểu như thế rồi, vì cái phần mềm mình có cài cái phần mềm check cái ổ pha ke đấy. Mình có cài phần mềm check ổ pha ke này này. Đấy, mình có tải cái phần mềm check cái ổ pha ke ấy, nhưng mà cái phần mềm này mình thấy nó ghi được USB đây này, để nó không nhận được ra là cái ổ ổ này của mình này, cái ổ này của mình này là ổ thật hay là ổ giả nữa. Mình thấy mấy tay ba lô thì cài vào thì nó lên được ổ, nhưng mình cài thì nó không lên được ổ gì cả. Nó kiểu như là nó không biết được cái ổ này là ổ USB hay là ổ fake ấy. Và mình cũng có tải một cái phần mềm gọi là gì nhỉ? Đây, phần mềm mà SSD Live Pro này. Đấy, thì ở đây nó cũng báo là ổ ok này, cũng dung lượng là 2TB luôn. Đấy, thế mới ghê chứ. Hiện tại thì mình cũng đã tìm rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có phần mềm nào có thể check được chính xác cái ổ này là dung lượng bao nhiêu ghi cả, và chính xác là cái ổ này là ổ fake hay ổ gì. Thì thôi bây giờ mình sẽ tắt nó đi và mở ra cho các bạn xem bên trong nó là cái gì các bạn nhé. Ấy, ai da, hộp bằng nhôm các bạn nhé, kim loại này, nhôm này, và ổ chúng ta đây. Để mình tháo cái này ra xem nhá. Ổ chúng ta đây này các bạn này. Ấy, nhìn đúng như một con SSD bình thường các bạn nha, giống con hôm trước mình mở cho các bạn xem ấy. Cũng có hai cái chip nhớ ở đây này. Đấy, và con này là con chip điều khiển này. Đấy, nó không phải là cái ổ mà chỉ có một cái đường cắm ra bên trong, nó là cái thẻ nhớ các bạn nhé. Đây là một ổ hoàn chỉnh luôn. Còn cái ổ này là dung lượng bao nhiêu ghi thì mình không biết. Đây là hai con chip nhớ này. Hai con này thì mình không biết là bao nhiêu ghi luôn các bạn ạ. Đấy, về phần mềm check nó không ra luôn.
Tuy nhiên thì trong hệ thống và phần mềm nó đang báo con này đúng là 2T. Đấy. Không biết là dùng sẽ như nào. Ô, mình sẽ sử dụng là lâu hơn để mình review lại cho anh em xem là con này nó có thật hay không. Mình sẽ cóp toàn bộ cái ổ cứng này. Cái ổ cứng này của mình là ổ 2T này, chứa game này. Đấy, mình sẽ cóp hết nó sang đây để tới sau mình test game thử cho anh em xem là con này có đúng là 2T và chạy được thật hay không các bạn nhá. Mình thấy nó cứ sai kiểu gì ấy. Đấy, phần mềm hiện tại là chưa có phần mềm nào có thể check được ra này. Tới mình tìm hiểu được mà có phần mềm nào check được thì mình sẽ đăng lên cho anh em biết các bạn nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.